Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống dương lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng dân bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn Tịnh Đức Nhị Bộ Tăng Già tỉnh Cần Thơ. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Vũ Liên. Kính bạch chư tôn Đức trong bổn tự. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện. Thật là duyên lành trong mùa an cư kiết hạ, tất cả chư tăng trong 3 tháng đều phải cấm túc an cư. Chỉ có ngành Hoằng Pháp và chư tôn đức trong giáo hội phải dành thời gian để đi giảng dạy và làm công tác của giáo hội. Thì chúng tôi cũng được cái duyên để được ngoại trú để đi làm công tác Phật sự. Thì nhân đó hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để chia sẻ với đại chúng một thời pháp. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho đại chúng thân thường an, tâm thường lạc, luôn
hoan hỷ kiết tường trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì, kính thưa toàn thể hội chúng, trong mùa Vu Lan thì chúng ta đón Vu Lan bằng cái tâm của những người con đối với cha mẹ trên đền bốn ơn nặng. Thì trong cái ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục á, có cái ơn thứ hai là ơn Tam Bảo, ơn thầy tổ. Thứ ba là đàn na tín thí. Và thứ tư là đất nước. Nếu trong mùa an cư kiết hạ là chư tăng cấm túc để tiến tu tam vô lậu học là văn tư tu giới định tuệ, mà từ văn tư tu á, để đi đến giới định tuệ đó, nó phải qua hai cái lộ trình chính giữa nữa, là văn tư tu xong rồi phải tới tính nguyện hạnh, tới bi trí dũng mới tới giới định tuệ. Nhưng mà mình nói tắt á, mình nói văn tư tu để hoàn thiện giới định tuệ, chứ thực sự ra văn tư tu nó chưa có tới giới định tuệ được đâu, phải qua một đoạn dài nữa kia. Vậy thì khóa tu của chúng ta mỗi tháng một lần, mà bây giờ khóa tu của chúng ta đã đến 105 hả? 105 lần rồi, có nghĩa là quý Phật tử ở đây á, đã được thượng tọa giảng sư, ngài là trưởng ban hoằng pháp của tỉnh, là ủy viên ban hoằng pháp trung ương rồi, cho nên thượng tọa là người thầy cầm ngọn đuốc soi đường cho tăng ni và Phật tử quyện nhà chúng ta luôn rồi. Mà không phải nói là quyện nhà không, mà ngài là một bậc cao đức của cả nước rồi, cho nên chúng tôi thì cũng không dám múa rìu qua mắt thợ. Thông qua cái lời giới thiệu của thầy đại diện ban tổ chức á, thì chúng tôi cũng chia làm ba phần trong cái một cái chủ đề nho nhỏ đó, đó là chủ đề chia sẻ. Mình chia sẻ là có nhiêu mình cứ xẻ ra mình chia là được. Nhớ cái chữ xẻ này là dấu hỏi phải không? Nhớ là chia sẻ mà chữ xẻ là dấu hỏi nha. Ừ. Là để cứ mình xẻ ra để mình chia, đúng không? Cho nên bữa nay tôi sẽ làm ba theo cái nhu cầu của thầy đại diện ban tổ chức. Đó là thứ nhất là tôi sẽ xẻ ra một phần mùa an cư kiết hạ. Thứ hai là tôi xẻ một phần về mùa Vu Lan báo hiếu. Thứ ba là tôi xẻ một phần về đạo tràng Bát Quan Trai. Thấy không? Rồi. Bây giờ cái xẻ thứ nhất, nếu chúng ta hiểu được cái mùa hướng về cái mùa Vu Lan báo hiếu, thì chúng ta biết mùa Vu Lan báo hiếu là nó định vị cho 3 tháng an cư kiết hạ. Nếu không có 3 tháng an cư kiết hạ thì Vu Lan báo hiếu là kết quả không có lớn. Là bởi vì chư tăng sau 3 tháng an cư, Đức Phật là đại hoan hỷ, mà chư tăng phải là người tiến tu tam vô lậu học, ba nghiệp được thanh tịnh, thì ngài Mục Kiền Liên mới cúng dường chư tăng. Và nhân cúng dường chư tăng mà chư tăng thanh tịnh thì cái công đức phước báo nó lớn. Mà trong pháp cúng dường đó thì Đức Phật có dạy mình phải cúng dường được Tam Bảo kia, chứ không phải là mình cúng dường biệt thỉnh tăng. Mình cúng dường Tam Bảo nghĩa là mình cúng dường Ba La Mật. Cái tâm của mình khi cúng dường đó là mình sẽ cúng dường hết tất cả chư tăng đều có tự tánh Phật giống như nhau, là cúng dường thanh tịnh. Cho nên mình cúng một vị tăng nhỏ gọi là tiểu tăng, nhưng mà tâm của mình cung kính như Phật vậy, thì cái đó mình mới được cúng dường gọi là cúng dường Tam Bảo. Mà cúng dường Tam Bảo khắp mười phương thì phải bằng cái tâm thanh tịnh và phổ đồng cúng dường trong mùa an cư kiết hạ.
Vậy an cư kiết hạ, tôi lấy 5 yếu tố nho nhỏ để quý vị có là cái người nhận thức được về an cư. Điều thứ nhất, an cư kiết hạ là Đức Phật dạy cho tất cả những bậc xuất gia phải nương vào cái thế tục, để giống như thế tục á, là cái đất, mà chư tăng là cái cây. Cái cây phải sống trên cái đất đó, mà nếu đất đó là đất phèn thì phải làm sao cho nó hết phèn để mình sống được. Nếu đất đó là đất mặn, mình phải làm sao cho nó bớt mặn thì cái cây đó mới sống được. Vì vậy cho nên á, thế tục á, người ta nói ngoại đạo á, là còn an cư 3 tháng, thì huống chi chư tăng lại không cấm túc an cư trong mùa mưa. Nếu đi nhiều á, thì côn trùng nó chết, dẫm đạp côn trùng. Vì vậy với lòng từ bi tùy thuận chúng sinh mà Đức Phật vẫn cho chư tăng an cư. Chứ không cớ gì phải an cư mới tiến tu ba nghiệp được. Không an cư vẫn tiến tu ba nghiệp được, chứ đâu phải là ngồi một chỗ mới tu ba nghiệp được. Đạo Phật là cái đạo khất thực, đem cái tâm từ mình rải cho chúng sinh, đâu có cần phải ngồi một chỗ. Nhưng mà bây giờ vì tùy thuận chúng sinh, Bà La Môn á, nó vẫn an cư, thì bây giờ đệ tử Phật không thể nào mà nguyên một năm rong ruổi, đến mùa mưa vẫn phải rong ruổi ngoài đường. Cho nên vì đáp ứng nhu cầu của Phật tử, người dân, và cũng là vì thương tưởng chư tăng, trong mùa mưa đi khất thực vất vả lắm, cho nên ngồi một chỗ. Vậy thì cái ngồi một chỗ đó thì cái điều thứ hai mà mình phải nói đó, ở chư tăng ngồi một chỗ thì mình phải đem tới nơi mình cúng. Chứ còn chư tăng đi khất thực thì ai cúng gì ăn nấy. Còn bây giờ chư tăng ngồi một chỗ thì Phật tử phải đi đến đó mà cúng chứ. Hiểu không quý vị? Hiểu. Ràng vỗ tay lớn. Vậy tự hôm nay có đi cúng hạ chưa? Nhân đó nhắc luôn. Phải không? Thì mình nghe cái câu là Phật Pháp Sương Minh do tăng già hoằng quá, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Bây giờ Phật tử na thí cúng, cho nên là quý vị, chư tăng không đến để khất thực thì mình phải đến đó để cúng dường. Đó gọi là Phật tử làm tròn bổn phận của mình. Cái vụ mà an cư kiết hạ là do Phật tử đề xuất đó nha, mà đề xuất cái thời hồi xưa, chứ bây giờ ở đây không có đề xuất. Nhưng mà hồi xưa là người dân Phật tử ta đề xuất, cho nên Đức Phật mới chấp nhận an cư kiết hạ. Vậy là thứ nhất á, là tùy thuận chúng sinh mà phải cấm túc an cư. Cái thứ hai là cấm túc an cư á, thì người Phật tử phải biết bổn phận của mình, phải đến cúng dường cho Phật Pháp được trường tồn, chúng sinh được lợi lạc. Vì cúng là cung kính, dường là dưỡng nuôi. Cúng dường là cung kính dưỡng nuôi chư tăng. Mà tăng có tồn tại á, thì Phật Pháp mới tồn tại. Vì Phật Pháp xuyên qua chư tăng mà tồn tại. Rồi, ý thứ ba, nghĩa là khi ngồi lại bên nhau rồi thì bắt đầu chư tăng á, mới ôn lại kinh điển. Những gì thiền môn á, mỗi người một nơi, thì bây giờ ngồi lại với nhau, các cái nghi thức cúng bái, cái nghi thức hướng dẫn mọi người, rồi bắt đầu những cái chương trình tổ chức cái Phật sự được quý ngài thảo luận với nhau trong mùa an cư kiết hạ. Như vậy mùa an cư kiết hạ cũng là cái giai đoạn mà chúng ta ôn lại những cái gì mà Đức Phật dạy thời xưa. Người này biết chỉ cho người kia biết chỉ cho người nọ. Như vậy thì Phật Pháp còn xương minh nhờ có an cư kiết hạ. Điều thứ tư, khi an cư kiết hạ, quý ngài tinh tấn, giống như một cây nhang nó không có nóng mà nhiều cây nhang nó phực lên. Quý vị từng đốt nhang chưa? Quý vị mà thấy nó đang cháy, quý vị xòe nó ra là quý vị quơ sơ cái nó tắt, mà quý vị gom nó lại là nó tự phực nó cháy lên. Như vậy chư tăng ngồi lại một chỗ có nghĩa là cái năng lượng tu tập á, nó lớn lắm. Mình đến đó mình cảm thấy mình nhẹ nhàng, mình an lạc, mình hạnh phúc là bởi vì cái sức tu tập của chư tăng ấy, nó lớn. Nó làm cho cái người Phật tử cảm nhận được rằng khi con đến gần chư tôn đức, con cảm thấy một năng lượng của sự tu. Như vậy thì ai là người tu tập?
quý vị mới hiểu cái câu phiền não tức bồ đề. Mình ở gần bên nhau là mình chịu đựng nhau muốn chết luôn, phải không quý vị? Mình ở gần nhau mình chịu đựng. Hầu đó đó, mình suy nghĩ đi, trẻ đó, một nam một nữ, khi nó ở xa nhau đó, nó thương, nó nhớ. Nếu mà không có ở gần chắc em chết quá. Vậy cho nó ở gần nhau rồi nó nói tôi ở gần ông vài bữa nữa tôi khùng nè. Nghĩa là ở gần nhau mình mới biết ngọc bất trát bất thành khí. Người tu có một sức mạnh lớn lắm, đó là sức mạnh chịu đựng. Không biết quý vị ở đây có chịu đựng không? Có không? Vậy là thêm thầy nữa. Nghĩa là thầy xuống đây thầy tra tấn, quý vị cũng ráng chịu đựng tiếng mấy đồng hồ ha. Ừ, vậy thôi. Có nghĩa là lâu lâu thầy xuống cho nên nó vui phải không? Chứ xuống hoài nó ớn lắm. Đó là quy luật mà, thấy không? Cho nên mình hiểu được trong cuộc đời này có khi mình không có gặp nhau á, mình cảm thấy quý lắm. Nhưng mà gặp nhau thường rồi cái nó hết quý à. Cho nên người ta nói là gần Phật kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành bế Phật bán luôn. Lúc đầu nó vô chùa nó thấy Phật nó lại quá trời, sau đó thấy Phật nó bê đi bán. Thấy không? Nó Phật đẹp quá. Phật bằng, muốn nói Phật bằng vàng cái bán, bê Phật bán luôn. Cho nên là cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta mới hiểu rằng khi chúng ta ngồi gần với nhau thì chúng ta lại thấy rõ lẫn nhau. Cho nên á, Đức Phật mới dạy là ta đó, ta bỏ cái Phật tánh của mình, cho nên ta đi ngoài, ta rong chơi, ta đi tìm tài, sắc, danh, thực, thùy. Cho nên ta quên quay trở lại với chính mình. Mà khi quay trở lại đi tìm Phật tánh của mình rồi, mình mới thấy vất vả lắm, khổ lắm. Hầu nhỏ tới giờ mình cũng thở phải không quý Phật tử? Mình hít vào thở ra, hít vào thở ra, nhưng có ai đếm là hầu nhỏ giờ thở được bao nhiêu hơi chưa? Có không? Không có đếm từ nhỏ giờ thở bao nhiêu hơi. Thầy nói giờ dở hơi quá. Và bây giờ quý vị có bao giờ quý vị đếm thử coi một ngày 24 giờ quý vị thở được bao nhiêu hơi không luôn? Ở một đời thầy rút lại có một ngày mà cũng không chịu đếm đó. Thôi giờ thầy rút lại, có khi nào quý vị tính coi một giờ mình thở được bao nhiêu hơi không? Không luôn hả? Thôi thầy rút lại còn một phút đó. Một phút á mình thở được bao nhiêu hơi quý vị biết không? Không luôn. Rồi thôi, quý vị cùng nói với thầy: sống nhờ hơi thở mà thở không cần biết, được gọi là sống qua ngày chờ qua đời. Đến một lúc nào đó mình thở như nè là biết rồi đó, gần hết rồi, gần hết được thở nữa rồi. Cho nên có nhiều người bây giờ ra ngoài đường á là bịt cái miệng lại để lọc hơi thở. Vì cái xã hội này do người ta không quý trọng hơi thở, cho nên người ta tự bung cái chất ô nhiễm ra để tự con người giết con người. Nên có người vì muốn bảo vệ mạng sống mình mà ra đường bịt khẩu trang luôn. Có khi nó vô nó thấy mình nó cũng bịt luôn, vì nó nói mình cũng là một ổ ô nhiễm. Từ đó đó mình mới cảm nhận được rằng là cái thân mình là thân bất tịnh. Đức Phật dạy cho chúng ta cái thân bất tịnh, cho nên an cư kiết hạ là về đó tất cả chư tăng đều ôn trở lại, nhắc nhở với nhau về pháp môn tu, nhìn về bản thân mình, nhìn vào thế giới, nhìn vào cuộc sống mong manh giả tạm, để chư tăng thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng Phật pháp vững mạnh. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao cuộc đời bây giờ nó trở về với cái thời kỳ không còn là chánh pháp nữa? Bởi vì khi con người gần với nhau, chúng ta lại bớt có thương yêu nhau rồi. Lúc xưa đó, chúng ta mới vô chùa đó, chúng ta lại phát huy tình thương.
Nhưng mà dần dần á, chúng ta lại làm cho tình thương chúng ta bị giảm đi. Cho nên bây giờ quý Phật tử còn có nhiêu đây nè, cái chánh điện của mình ngồi không đầy là thầy biết giảng sanh nhiều lắm. Chứ còn thượng tọa ở đây á, ngài là một vị giảng sư lỗi lạc, thì cái đạo tràng không phải nhiêu đây đâu. Nhưng mà tại vì về đây á, mà nó ấm á, nó ấm cái bắt đầu nó nở. Y như ổ gà mà ấp mà nó ấm là nó nở. Cho nên là bị con gà mẹ đó nó trộn riết có mấy trứng văng ra ngoài đất. Rồi một số trứng là nó nở, một số trứng nó ung. Thấy không? Không biết ở đây còn trứng thúi ở đây không? Nè, cùng với thầy, quý vị nói với thầy, trong ổ gà trứng nó nở, nó ra khỏi ổ rồi. Trứng nó bị rớt, nó bể kế bên. Trứng còn ở trong, nó hầm hầm hực hực. Một số bị thúi, đụng tới thúi quắc. Giờ hiểu chưa? Hiểu không? Nghĩa là bây giờ nếu không có trứng rớt, không có trứng, thì nó còn lại hai loại trứng. Là một trứng nó đang ấm á, cho nên nó hầm hầm. Mình gần cái mặt nó tu không biết kiểu nào mà nó tu hầm 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 hầm. Tu mà tu gầm 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 gầm. Thì quý vị biết nó gần nở rồi đó. Thấy không? Ở gần nó nóng dữ lắm. À, còn một loại nữa trứng thúi. Cũng lạnh dữ lắm. Lạnh tanh nè, nhìn cái mặt nó không có miếng máu nữa. Mà mình đụng tới nó là tới nó thúi. Cho nên nhớ ha, nó có hai cái loại, một loại hầm, một loại thúi. Cố gắng làm sao mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta biết trạng thái của người tu nó không đơn giản đâu, không dễ đâu quý vị. Mình giống như cái trứng bán ngoài chợ, quý vị thấy không? Nó không nở, nó không ấm, và nó cũng không thúi. Trứng đó là trứng tươi, trứng tươi. Nhưng mà nếu mà ấp nó một cái rồi thì nó ra bốn loại liền. Mà bây giờ quý vị có muốn ấp không? Hay là muốn để vậy thôi? Nếu để vậy thôi thì lấy cái chảo. Thấy không? Chỉ có luộc với chiên. Nếu để vậy có nghĩa là mai mốt ấp nó nở nữa không? Không, nó quá ngày là tự nó hư á. Chứ đâu phải là muốn để bao lâu để. Trứng mà nó có trống đâu phải muốn để lúc nào để. Người nào không biết á thì cứ tưởng là mình tu tà tàn, không phải đâu. Tu cái kiểu đó giờ chỉ còn lấy cái nồi với cái chảo nữa. Cho nên có nhiều người mà không thầy tổ, có nhiều người tu mà không có ý chí, không có nghị lực, không có mục đích. Cái người đó tu thời gian thế nào cũng vô nồi vô chảo. Chứ không có nở được đâu. Không có ý chí, không có niềm, thì nó không có vươn lên trong cuộc sống. Có nhiều người tu lên, tu hết năm này qua năm nọ, nhìn thấy càng ngày càng bèo nhiều. Hỏi sao tu riết thấy gốm, nó lựa riết. Tu đứng nó lựa riết, giờ nó bèo nhiều vậy. Như vậy là cái mùa an cư kiết hạ, thầy nói như vậy là quý vị biết là quý vị vô trong cái trường hạ, để quý vị biết cái người nào nương vào cái trường hạ tu để đi vào trong cái tầng bậc thánh quả của mình. Mình thấy cái người đó càng ngày tu, mình thấy càng tuyệt vời, niềm vui và hạnh phúc của người đó nó lớn lên. Còn có nhiều người mình gần gũi nó ớn muốn chết luôn nha. Không biết cái người đó tu sao, có thúi không mà sao đụng nó thúi dữ đó. Rồi bây giờ thầy qua cái điều thứ hai á, cái thầy chia sẻ cái điều thứ hai là mùa du lan báo hiếu. Du lan thì cũng có năm yếu tố. Yêu hai yếu tố về vật chất. Ai còn cha còn mẹ phải lo lắng hai cái loại hiếu, đó là hiếu dưỡng và hiếu thảo. Hiếu dưỡng có nghĩa là nhân cái mùa này nhắc nhở chúng ta
cúng dường chư tăng, xong rồi phải cúng dường cha mẹ còn hiện tiền, trên tinh thần của người con hiếu dưỡng. Theo luật nhân quả của nhà Phật, ai hiếu dưỡng với cha mẹ, cái công đức phước báo đó đó mình hưởng đời này và đời sau, nghĩa là mình để lại cái âm đức. Mình tưởng là đơn giản lắm chứ không đơn giản đâu quý vị. Ai có hiếu với thầy tổ để lo lắng cho thầy tổ, lo lắng cho chùa chiền, người đó tự có âm đức. Ai lo lắng cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, mặc định người đó có âm đức, vì cha mẹ giống như hai vị Phật ở đời. Có nhiều đứa nó nói là ba mẹ nhiều đứa con mà, thì đứa này lo đứa kia lo, con không lo đâu có sao đâu. Được, không có sao. Có điều cái là mình không hưởng được cái âm đức trong cuộc đời. Đáng ra là mình có mà đằng này mình không có. Tôi không biết do đời trước hay là nhiều đời tôi không biết, nhưng mà khi tôi xuất gia với thầy tổ là tôi lo, khi đi học thì tôi lo tôi học, nhưng mà về tới thầy tổ là tôi lo cái chùa. Tôi lo chăm sóc cho cái chùa và lo cho thầy tổ. Tự nhiên mình cũng không hiểu sao, học kia tôi chưa hiểu được cái vấn đề âm đức nha. Nhưng mà khi tôi hiểu rồi tôi mới thấy rằng chẳng những mà có thể bây giờ nhiều người quấy phá chúng tôi dữ lắm, nhưng mà bản thân chúng tôi vẫn làm được đạo là bởi vì nhờ âm đức của thầy tổ. Nhờ khi xưa mình biết lo cho chùa, biết lo cho thầy tổ. Rồi cha mẹ đẻ ra nhiều người con, nhưng mà các anh chị em mà ai lo thì người đó có phước, còn không lo thì không có phước, vậy thôi. Cho nên mặc định không biết tại sao mà mình lại có cái tâm mình lo cho cha mẹ. Tự nhiên mình lo cho cha mẹ thì tự nhiên cái phước báo nó đến cho mình, cái âm đức nó đến. Hiểu không quý vị? Đồng tình. Cho nên mình khỏi có sanh ảnh, chùa cũng vậy. Ai muốn làm thì có công đức, có phước báo, vì cái chùa là ngôi nhà chung mà. Còn có nhiều người vô chùa rồi lười lắm luôn, không muốn làm, vì chùa đâu phải là của tôi đâu làm. Chứ còn cái đó là chùa của nó làm dữ lắm à. Nhưng mà không phải chùa của nó là không làm. Vô chùa khó lắm. Phật tử cũng vậy. Có nhiều người Phật tử mà người ta có phước đức là người ta đến với chùa, người ta công quả một cách tuyệt vời, giống như Bồ Tát vậy. Còn có người đến nó chắp tay sau đít, đi tới đi lui, nói nhỏ nghe, không lẽ tống cho nó đạp, nói nhỏ thôi. Phật tử mà đi tới đi lui, đoạn lát nữa dọn cơm lên ăn, còn chơi tới chơi lui nữa, thấy không? Anh đi tu á, đi vô thì không có chịu tu, có nghĩa là anh tu không có dễ thương, nó tu dễ ghét lắm. Dành chỗ ngồi tụng kinh á, thì có khi anh thích tụng trước là anh tụng, thích tụng sau là anh tụng, chứ không có tụng giống người ta. Nó lạ vậy đó. Rồi nó nói bà tu theo kiểu của bà đi, bà để tôi tu theo cái kiểu của tôi. Chịu nổi nó không? Giống hồng dịch lộn, khó lắm. Nhưng mà không lẽ những người đó là mình lại đuổi họ? Không đúng. Còn vô bếp nó vui á, nó niêm vừa ăn, nó không vui nó niêm mặn đắng. Cuộc đời nó khó lắm quý vị. Cho nên cái người nào có phước có đức á, người ta phải tích lũy cái phước đức đó từng giây từng phút từng giờ từng ngày. Do vậy cái chỗ đó đó mà mùa Du Lan báo hiếu á, là nhắc nhở mình hiếu dưỡng với cha mẹ, để lo lắng cha mẹ. Rồi hiếu thảo là gì? Mình do hoàn cảnh làm dâu ở xa không về thăm cha mẹ được, cho nên lâu lâu nói với chồng, với cha mẹ chồng, cho con gửi cho cha mẹ con trái bầu, con khô. Ồ, bà ăn chay rồi quên. Vậy đó. Khô chay. Rồi gửi cho cha mẹ con một ít tiền lộ phí, xem như là trả cái ơn sanh con nuôi con lớn lên, mà giờ ba mẹ với chồng xài con. Mình nói rõ luôn, mình là con gái của cha mẹ, nhưng mà mình đâu có lo lắng cho cha mẹ được đâu, mà bây giờ chồng nó xài, rồi cha mẹ chồng xài, mình phải làm dâu mà. Cho nên bây giờ con phải có cái gì đó con báo hiếu cho cha mẹ con chứ. Như vậy thì chồng mà nó không thương, nó không cho mình báo hiếu cha mẹ mình á, thì cái thằng chồng này phải coi lại, mày có phải chồng ngồng không? Phải không? Rồi cái thứ hai là cha mẹ chồng có phải là người thật sự có đức không? Cha mẹ chồng không có đức á, là cha mẹ chồng không có nghĩ tới con gái mình nó có hiếu là mình mừng hay mình không mừng.
Mừng chứ, cho tràng vỗ tay, mừng không ai vỗ tay. Ngược lại cũng vậy quý vị, có nhiều người nam đi làm rể, mà đi làm rể rồi đó là không biết nó mắc ôn mắc dịch gì mà nó sợ vợ. Rồi nó cũng không dám gửi tiền cho cha mẹ, mà mỗi lần gửi miếng tiền cho cha mẹ là vợ nó chửi. Ở đây không biết có hay không, toàn nữ không mà tôi nói không biết có đụng giảm không. Không mà đụng đụng luôn. Thấy không? Có nhiều người nó kỳ lắm. Nó không có biết hiếu thảo. Mình hiếu thảo với cha mẹ mình thì mình phải hiếu thảo với cha mẹ chồng. Bây giờ chồng ở với mình, mà cái người nam á, mà ở nước Việt Nam của mình á, mà người nam mà đi làm rể á, là đau khổ lắm. Nó thà ở chuồng heo á, chứ quyết không theo quê vợ. Nói vậy cũng không đúng. Ở bên vợ hay bên chồng gì cũng giống nhau. Tại vì tụi bay cưới nhau là chủ yếu tụi bay hạnh phúc, sanh con đẻ cái, biết sống đạo đức là được rồi, chứ không có nói bên vợ hay bên chồng. Cho nên là người nam hay người nữ, ở gần thì phụng sự lo lắng cho cha mẹ, còn ở xa thì cũng phải biết hướng về cha mẹ để có thảo hiền, gọi là rể thảo dâu hiền, con hiền rể thảo, vâng. Đó là hai cái phần hiếu về vật chất, là hiếu dưỡng và hiếu thảo. Bây giờ hai cái phần về tâm linh, về tinh thần á, là hiếu kính và hiếu tâm. Hiếu kính có nghĩa là khi ta về ta cung kính cha mẹ để ta dạy con cháu ta bằng quy lực đó. Có khi mình không cung kính cha mẹ mình thì con cái mình nó có cung kính mình không? Không. Bây giờ nhiều người dạy con cái không được là bởi vì không có chịu đi chùa, không có chịu học về cái mùa Du Lan báo hiếu. Cho nên bản thân mình thiếu cung kính người lớn, thiếu cung kính ông bà tổ tiên, cho nên mình không có dạy con mình cung kính được. Từ cái chỗ cung kính đó đó là cái khuôn phép trong mùa Du Lan báo hiếu. Người Phật tử là người đi đầu trong vấn đề này, phải biết cung kính người lớn. Trong đạo Phật của mình á, thì người nào xuất gia trước, người nào thọ giới trước, người nào quy y trước, người đó là tỷ, là huynh. Người nào quy y sau, xuất gia sau, thọ giới sau, đều là muội, là đệ. Đồng ý không quý vị? Giờ này có nhiều người cũng lấn lướt dữ lắm. Mình ỷ lớn tuổi rồi lấn lướt người nhỏ. Thấy không? Cho nên ở chùa tôi có hai mẹ con vô chùa công quả, mà đứa con á là được mẹ nó cho xuất gia trước, mà nó nghe nó hiểu cái chỗ đó. Cho nên nó nói mẹ, con mà xuất gia trước mai mốt mẹ mới xuất gia là mẹ phải kêu con bằng tỷ. Nó nói đúng hay sai? Đúng. Xuất gia sao là phải làm muội, dầu rằng mẹ đi nữa cũng phải làm muội, mà muội là phải nghe lời tỷ. Bây giờ con nghe lời mẹ, nhưng mà mai mốt mẹ phải nghe lời con. Nói trước luôn vậy đó, để tranh thủ. Phải không? Cho nên là ở trong chùa có thứ tự tôn ti, còn ở nhà thì anh nói em nghe, còn em nói thì anh cũng phải lắng nghe, nhưng mà rút kinh nghiệm. Nhưng mà anh có phải nghe lời em không? Không. Theo quy luật là chỉ rút kinh nghiệm thôi, chứ không có nghe lời. Chứ dạy ngược lại sao? Anh dạy em nghe, nhưng mà em nói anh phải lưu tâm, chứ không phải là em nói anh nghe. Chứ vậy thì mình ngại dạy ngược trở lại rồi. Cũng giống như bây giờ mà thầy nói học trò nghe, rồi bây giờ học trò nói thầy phải lưu tâm, chứ không phải là học trò nói rồi bắt thầy nghe. Giờ ai làm thầy của ai? Đồng ý không quý vị? Đồng ý ha. Có khi quý vị không hiểu cái chỗ này. Có người nói là ủa sao thầy nói con nghe mà con nói thầy không nghe? Đâu phải thầy không nghe, đâu phải thầy điếc, thầy không nghe. Nghe. Nhưng mà lưu tâm thôi, để mà tôi biết cái việc nào nên, việc nào không nên. Nhưng mà dầu rằng nói tôi thì tôi nghe, nhưng mà tôi chỉ sao phải làm vậy, chứ không phải là nói tôi nghe xong rồi biết tôi làm theo. À, quý vị nhớ không? Rồi, mừng quá. Nhờ cái cú này mà mình ăn được 1-0. Chứ có nhiều người Phật tử nói rằng là sao thầy dạy con nghe mà con góp ý và thầy không chịu nghe. Thầy nói ủa con góp ý thầy chứ bộ con ra lệnh hay biểu thầy nghe. Con chỉ góp ý thôi. Còn việc thầy là thầy làm dâu tới trăm họ lận, thầy đâu phải mình con đâu mà con nói thầy nghe theo con. À, thầy còn A, B, C, D, E, F nữa chứ.
Nếu mà thầy nghe theo con thì mấy đứa kia nó nói: ủa, nay thầy đi học đâu mà giỏi vậy thầy? Ừ. Ý muốn nói là thầy có sư phụ nữa rồi đó. Nghĩa là đứa khác nói thầy phải nghe, thầy phải làm theo việc của thầy. Nhưng mà nói thầy rút kinh nghiệm, thầy lưu tâm. Cho nên con cái không được quyền hỗn sược và bảo cha mẹ phải nghe theo mình. Đúng không quý vị? Có những đứa con bây giờ nó hỗn lắm. Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong bất hiếu. Bây giờ này con cái nó muốn lịnh cho cha mẹ, cha mẹ đi chùa nó không cho. Ác ôn. Cha mẹ muốn làm thiện, cha mẹ muốn giúp ai một điều gì đó, muốn cho ai một đồng một cắc nào đó là phải giấu nó, chứ không nó chửi. Bây giờ làm thiện mà cũng phải giấu nữa, còn làm ác khỏi giấu. Ghê gớm vậy. Cho nên có nhiều người cũng nói với thầy: thưa thầy, con thương ba mẹ con lắm, nhưng ba mẹ con không có biết tu. Thay vì bây giờ con cho ba mẹ con 10 đồng, nhưng mà con ngắt ra 3 đồng để con cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cái phước cho ba mẹ, con chỉ cho ba mẹ con 7 đồng, như vậy con có tội không thầy? Có không? Đó là quý vị nói chứ không phải thầy. Quý vị cứ như thế mà làm, tại vì quý vị đồng tình này. Đồng tình theo số đông. Tại ba mẹ đâu biết tu, cho tiền nhiều, cứ bỏ vô đó xong rút ra điếm. Trời ơi, tiền nó dơ lắm, vậy mà điếm mà liếm nè. Ngồi điếm. Điếm xong cái cột lại kỹ càng màng hoàng bỏ vô, khóa lại. Xong rồi con cái bắt buộc phải cho, đứa nào không cho chửi. Vậy mà để trong đó làm gì? Mai mốt là thạch sùng. Chết rồi đó. Tiếc của. Mà ăn không dám ăn nha. Bệnh không dám uống thuốc, mà nó có cái bệnh điếm tiền. Cái rút ra điếm, cái lâu lâu á mua vàng. Trời ơi, còn tham dữ lắm luôn. Nó để tao mua vàng hậu thân. Con cái nó lo rồi mắc mớ gì mà phải hậu thân. Nhưng mà có nhiều người cha người mẹ không biết tu nó khổ lắm luôn. Cắt ca cắt cụm. Hầu nhỏ đó thì ai xin gì cũng cho, bây giờ lớn rồi tao nó bệnh keo riết, bệnh keo kiết rồi. Bệnh thương tiền. Ủa mà cô có bệnh đó không? Ủa không có sao biết? Thấy hả? Nhưng mà đừng có nói mấy bà già. Cô phải nói quý cụ, cô phải quý trọng, cô không được nói mấy. Mấy là cô chửi đó. Nha. Quý Phật tử nhớ cái từ này nha. Mấy là mấy con bò, mấy con chó, mấy con heo, chứ đâu có mấy người. Mình nói mấy người là mình đang con người, đúng không? Hiểu không quý vị? Ừ, ai nói chữ mấy phạt 50 ngàn. Lát cô phạt 50 đi để cô nhớ. Vậy hả? Đó đúng rồi. Không mà tại vì, tại vì mình thiếu tình thương với cha mẹ cho nên cha mẹ lo. Còn mình có đầy đủ tình thương với cha mẹ, cha mẹ bớt lo trở lại. Cái đó là cái mà chúng ta phải hiểu rằng cha mẹ già lo cho cái bệnh của mình, sợ rằng khi mình bệnh không ai lo. Cho nên các ca các cụm để dành đó đó để hậu thân. Hậu thân nghĩa là khi mình chết rồi thì tiền mình có đó, ai lo cho mình thì lo. Cho nên chia tiền, chia tài sản cho con cái cũng để một phần để dành cho mình. Rồi cũng vì lý do đó mà con cái nó không có lo. Cho nên mình hiếu kính là mình phải cung kính cha mẹ. Mình phải có một cái, mình phải thể hiện một cái điều gì đó để cái âm đức của mình nó sanh ra từ cái pháp cung kính. Do mình cung kính cha mẹ cho nên mình kính luôn cả khách của cha mẹ. Quý vị biết bây giờ mình niệm Phật A Di Đà thì có phải là mình cung kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình mới niệm Đức Phật A Di Đà? Vì Đức Phật A Di Đà chỉ là bạn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà công nhận bây giờ đệ tử của Phật nó là con của Phật, mà con Phật là con Phật Thích Ca, mà nó niệm Di Đà không à? Nó niệm ông bạn hàng xóm á. Cho nên hồi sáng này thầy gọi cho đệ tử, thầy cũng nói con nhớ rủ nhỏ bạn hàng xóm đi tu nha con. Là bởi vì mình phải để ý là mình vừa cung kính cha mẹ mình, mà mình kính cha mẹ tự nhiên mình kính luôn những người bạn của cha mẹ. Còn mình không kính thì mình có sợ mít lòng với những người bạn của cha mẹ không? Không. Vì vậy cho nên ai mà kính chư tăng á,
mà mình kính thầy mình á, thì tự nhiên mình kính luôn tất cả quý thầy khác. Còn nó mà nó không kính thầy nó rồi á, là nó coi tất cả mọi người không ra gì hết. Tại thầy nó còn kính đựng nó kính ai. Từ cái chỗ đó mà Du Lan báo hiếu á, mà cái hiếu kính á, là cái hiếu mà chúng ta phải cung kính cha mẹ, cung kính ông bà. Mà cái tâm cung kính nó sanh ra phước đức, gọi là ăn ở có đức mặc sức mà ăn. Thì cái đức đó nó ở cái chỗ là hiếu kính nữa. Rồi thầy qua cái phần thứ tư là hiếu tâm. Có những người con á, cái tâm của họ đó là cái hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn, hay là một cái lý do nào đời trước nó gieo cái oan gia trái chủ gì đó, đời này nó có ở tù vẫn hiếu thảo với cha mẹ. Cái tâm nó vẫn cung kính cha mẹ, cho nên lúc nào nó cũng cắn đứt cái lương tâm của nó. Nó cho rằng nó chưa làm gì để báo hiếu cha mẹ, cho nên nó thường khóc. Nó thường khóc là bởi vì nó tự trách bản thân nó, nó không làm gì được để báo hiếu cha mẹ. Mà có khi nó làm tổn thương cha mẹ, cha mẹ phải đánh nó, đuổi nó, mà nó vẫn cung kính, nó vẫn hiếu thảo với cha mẹ, nhưng mà nó không làm gì được. Có những đứa con gái là đi về nhà chồng rồi không được gì cho cha mẹ mình, không dưỡng dục được một ngày, không gửi được một chút xíu tiền bạc hay thức ăn phẩm vật gì, không gửi cho cái áo được cho cha mẹ, nó đau lắm. Rồi khi gần gũi cha mẹ đó, nó càng cung kính chừng nào thì cha mẹ nói mày đừng có bày đặt sắm tuồng, nó càng đau hơn nữa. Vì nó không đủ điều kiện, vì nó không có thể làm được cái điều gì hết, nhưng mà nó thể hiện cái hiếu kính của nó, thực hiện cái tâm hiếu thảo của nó, thì cha mẹ lại, anh chị em và những người xung quanh nói rằng mày có chồng xong rồi mày biệt tâm biệt nhà, bây giờ mày về mày giả bộ mày diễn tuồng. Tự nhiên nó cảm thấy nó đau lắm. Cho nên á, cái đó là nhân quả của mình. Nhưng mà cái người có hiếu tâm á, thì tự nhiên cái công đức phước báo từ đó mà sanh ra. Đời này không sanh ra được thì đời sau sanh ra. Có những người bị hất hủi, nhưng mà con á, với chồng thương dữ lắm. Chồng với con rất là thương, cho nên họ rất là hạnh phúc, nhưng mà họ vẫn đau khổ vì họ không báo hiếu được cho cha mẹ mình. Nhưng mà có người rất là hạnh phúc bởi vì họ có hiếu tâm. Do có hiếu tâm cho nên được chồng thương, con thương, những người bạn xung quanh thương. Mà có thương thì thương, nhưng mà bản thân của người đó vẫn không có phước để báo hiếu. Do vậy mà gọi là hiếu tâm. Cũng vậy, có nhiều người không đủ cái duyên để đi tu là bởi vì còn mắc nợ vợ với con, nhưng mà có hiếu với Phật, cho nên là đêm ngày lại Phật, niệm Phật. Có khi nó cúng Phật, nó đi ra ngoài ruộng về, mình mẩy lắm lem vậy đó, nhưng mà nó hái mấy trái bình bát, mấy trái thù lù, mấy trái cà na vậy đó, nó về nó cúng Phật. Thì có gì cúng nấy, gọi là có hiếu với Phật. Nó đến ra ba hái ba cái bông bụp, bông thù lù gì đó, nó về nó cúng Phật. Nó gọi là có hiếu với Phật, có gì nó cúng nấy. Vậy nó gọi cái tâm của nó gần Phật hay xa Phật? Rồi cho một tràng pháo tay rất gần Phật. Cái hiếu cuối cùng là cái hiếu đạo. Quý Phật tử ráng làm sao trong mùa Du Lan báo hiếu này, mình phát tâm. Bây giờ lớn tuổi rồi, thôi con phát tâm con đi tu chưa được, con chưa có đủ chiến thắng được bản thân con để đi tu, thôi mùa Du Lan này xin cho con được xuất gia gieo duyên. Bây giờ nó có một cái phong trào xuất gia gieo duyên. Xuất gia gieo duyên nghĩa là mình đến chùa mình xuất gia tuần lễ, xuất gia tuần lễ ở chùa để công quả. Phủi tóc cũng được mà không phủi tóc cũng được, nhưng mà xin thầy cho con xuất gia gieo duyên. Ban ngày con công quả, con làm hết tất cả, thầy chỉ gì làm nấy, có khi thầy không chỉ con cũng làm nữa. Làm biết là chùa thầy cũng không còn gì hết. Đó, vậy là tâm mình nó thành nữa mà, mình làm hết luôn. Làm xong rồi chùa cũng còn Phật luôn. Mình siêng năng, mình công quả để mình phát tâm mình xuất gia tuần lễ, hoặc là xuất gia 10 ngày. Nếu được là phủi tóc luôn, thầy truyền cho cái pháp y để là tối lên tụng kinh, là đắp y lên tụng kinh. Có người thì phát tâm xuất gia gieo duyên là chỉ có ban ngày công quả, ban đêm tụng kinh và ngồi thiền. Còn có người thì công quả ít nhưng mà dành ra tu luôn, tu 7 ngày luôn hoặc là tu 10 ngày luôn, chư tăng tu mình tu luôn. Như vậy để con báo hiếu, vì con nghe nói rằng chỉ có hiếu đạo đó
là chỉ có mình tu để mình cảm được với cửu quyền thất tổ của mình tu, những người đã quá vãng tu, và cảm đến cha mẹ đang hiện tiền. Cha mẹ hiện tiền nói rằng con mình nó còn trẻ mà nó tu được, huống chi là mình. Vì vậy cho nên phát tâm tu luôn. Trước đây nó có cái tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp phải không? Giờ này còn không? Còn luôn hả? Vậy mai mốt quý vị đề xuất với thầy Chân Tín tu Phật thất á, cho chúng con xuất gia gieo duyên trong Phật thất đắp y hết luôn, để con biết được cái cảm giác nó nực như thế nào. Có không? Vậy là tu Phật thất luôn phải không? Xuất gia gieo duyên luôn, cạo luôn đi. Có không? Có cạo luôn hả? Bây giờ cho này vào Phật tử bây giờ đẹp lắm. Có người để tóc nó xấu vậy đó, cạo tóc đẹp lắm luôn. Mới cạo tưởng đi trưởng không à. Có người cạo tóc tướng hảo quang minh lắm, mà để tóc giống thị màu cũng chết luôn. Nhưng mà cạo tóc rồi giống thị kính. Ai cạo cũng đẹp hết đó. Cho nên đời trước tu rồi đời này không có chịu tu cho nên nó lèn en vậy đó. Đúng rồi. Nếu mà được cái mình đi luôn. Tại vì giờ này á là cái người tu nó hiếm lắm quý vị. Mà khi mình tu rồi mà cái tâm ban đầu của mình cũng khó giữ nữa. Mình vô nó giống như mình ấp rồi mà, mình tu là mình ấp rồi đó. Mình vô mình tu mình ấp mà ấp chung với mấy cái trứng thúi rồi mình thúi luôn. Chấp tác không nổi hả? Đâu có ai biểu mình chấp tác. Mình mà mình dễ thương thôi hả? Mình đi tu làm sao mà con tu cái pháp môn dễ thương, ai thấy con cũng dễ thương, vậy là được rồi. Có nghĩa là mình không có dễ thương cho nên là đâu có ai bắt mình chấp tác. Tu chứ đâu phải trong tù đâu mà tù đại mình đâu mình biểu mình chấp tác. Nhưng mà có nhiều người dễ thương lắm, làm không nổi. Nhưng mà có điều cái là thể hiện cái tính dễ thương của mình, cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi thầy bắt đầu thầy chia cái phần thứ ba, đó là cái phần bát quan trai giới. Bát quan trai giới là một loại truyền thống mà tất cả những người đệ tử Phật á, chưa xuất gia được. Cho nên trong cái bài phát nguyện đó, đệ tử chúng con vì gia duyên còn bận buộc chưa xuất gia được, nên hôm nay cần cầu giới pháp, xin chư tôn thiền đức tăng truyền trao giới pháp cho con được tu một ngày một đêm bát quan trai giới. Nó quý như là viên ngọc mani vậy đó. Thể của nó tuy nhỏ nhưng mà quý nhất trong những cái thứ không có quý bằng. Có nghĩa là tốt nhất trong cái đám lộn xộn. Hiểu. Mình là bây giờ là mình đẹp nhất trong cái bọn xấu. Mình thọ bát quan trai giới là một ngày một đêm á, là mình là cái cây cao nhất trong cái đám cây lùn. Hơn tu một ngày một đêm. Xuất gia gieo duyên là tới tùy theo mình. Có người là xuất gia gieo duyên một ngày một đêm thì họ cũng bằng bát quan trai giới. Còn 7 ngày 7 đêm là bằng 7 lần tu bát quan trai giới. Vậy thôi. Mà mình còn phủi tóc nữa là ngon hơn nữa. Còn bây giờ tới chừng đó là mình cúp hết điện thoại, mình không liên lạc với ai, rồi mình ăn một ngày một bữa thôi. Cái đó mới là quan trọng. Quý vị biết là mình ăn một ngày một bữa mà nó dọn kế bên mình nó ăn mới tức chứ. Cái lúc này mình mới đo cái tâm mình nè. Bây giờ mình không ăn mình chịu nổi không? Có nhiều người là mình tu một ngày một đêm, mình ăn phát nguyện ăn có bữa trưa hà. Vậy đó mà nó đem cái món mình thích nó lại nó ngồi nó ăn kế bên. Tu cái hạnh gì mà ác. Thì cởi nó. Như vậy mình mới đo cái tâm của mình là mình tu được hay không. Cho nên là cũng giống như hồi đó tôi nói vậy đó. Ở ngoài đời lúc mình chưa đi tu, mình mong cho có cái cô nào của đá lông nheo mình, của nhái nhái mắt, đặng mình khỏi đi tu. Đằng này đứa nào nó cũng nhắm biêu hết trơn, nó không có đá gì hết trơn. Tới chừng mình đi tu rồi nó ôm gốc cột, nó đá lông nheo, bực mình. Có nghĩa là khi mình đi tu rồi thì quỷ ma nó mới phá. Chứ còn lúc mình ngoài đời nó chưa phá. Cho nên quý vị biết là lúc quý vị đi tu rồi, quý vị mới thấy cái cách khó của cái người tu. Lúc mình chưa tu nó không có chuyện gì xảy ra đâu.
Ma nó không có dòm ngó. Lúc mình tu rồi ma quỷ nó mới dòm ngó. Cho nên là có không? Cái đó mới là cái gọi là tu. Cái đó mới gọi là tu đó. Ồ, công nhận bây giờ tới gần 70 mà còn biết thả thính nữa đó ông ơi. Vì thấy ghê chứ. Nghe hả? Nghe đồn hả? Wow, cho một tràng pháo tay tặng cho cô. Dạ, xin thưa, nói là nói vậy thôi, chứ mình tu bát quan trai, ở đây thầy hỏi thiệt, quý vị trả lời thật giùm thầy nghe. Mình giữ được chưa? Ai giữ được 1/8 giơ tay lên. Rồi một tràng pháo tay tặng cho những người 1/8. Rồi bắt đầu tới 2/8. Ủa sao giờ còn có người hai người vậy ta? Nội có 2/8 mà giữ chưa được, làm sao mà giữ 8/8 đây? Rồi. Cho nên á, mình gọi là tự chứng phần thôi. Tự chứng phần chứ chưa chắc đâu. Cái nghiệp của mình á, người xưa có nói 70 còn què, 30 đâu có dám khoe mình lành. Đúng không? Cô mới có 6 mấy, chưa tới 70. coi chừng thính đó. Cam đoan luôn phải không? Một tràng pháo tay cho người cam đoan. Nó thả thính để cho cô phẫn nộ. Không phải. Cái thính đó không phải là thính ái, mà là thính giận. Nó còn nghĩa là cô dính thính rồi. Vậy mà nó không còn. Rồi bây giờ thầy nhắc lại cái bài này nè. Quý vị nghe cái bài kinh số 5 là bài kinh không uế nhiễm nha. Rồi thầy đọc cái bài này, thầy phân tích cái phần chia sẻ số 3 này. Đoạn 1 này hiền giả, các ác bất thiện pháp cảnh giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. Vậy là bây giờ quý vị nghe hiểu chữ cấu uế chưa? Cấu uế là các cái ác, các cái việc bất thiện pháp cảnh giới của dục, đó gọi là cấu uế. Sự tình này xảy ra, một người tu có thể khởi lên ý muốn nếu ta có phạm giới, mong rằng những người tu xung quanh đừng có ai biết hết. Đó gọi là cấu uế. Thứ hai, mong rằng người tu tập quở trách ta thì phải quở trách cái chỗ kín đáo, không có người thấy người nghe. Có nghĩa là tâm đó là tâm cấu uế, gọi là che đậy cái xấu của mình. Điều thứ ba, mong rằng một người tu đồng đẳng hãy quở trách ta, nhưng tùy những người tu đó thấy rằng các người tu đã biết mình phạm giới tội, các người tu ấy quở trách mình giữa mọi người không có phải là nơi kín đáo. Một người tu không đồng đẳng quở trách mình nên mình phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và bất mãn gọi là cấu uế. Vậy là tâm quý vị có phẫn nộ không? Có bất mãn không? Vậy là cấu uế rồi. Quá cấu uế luôn. Thấy không? Đoạn 2. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn gọi là cấu uế. Một người tu có thể khởi lên ý muốn. Một, mong rằng bậc thầy hãy hỏi ta nhiều lần khi ta chia sẻ những lời hay cho người khác. Có nghĩa là thầy đang giảng nè, thầy gọi người đó, thầy hỏi nhiều lần. Vậy là cái tâm á, mà mình khởi lên á, để cho mình hiểu rằng là mình giỏi, mình ngon, mình hay trước mọi người, tâm đó là tâm cấu uế. Nhớ nghe, bỏ cái tâm đó.
Mong rằng những người tu để cho ta đi trước những người khác khi đi dùng cơm. Mình đi dùng cơm, mình đi tụng kinh, mình đi đâu mà mình muốn mình đi trước người khác cũng rơi vào tâm cấu quế. Mà nếu không cho nó đi trước, nó phẫn nộ, nó hầm hầm bên trong. Mình ngừa cái tâm mình nha, chỉ cho mình biết để mình ngừa, để cái tâm mình cấu quế mà mình không có tẩy nó ra. Cho nên thường ngày mình ngồi đầu bàn, lần nào mình đi tu mình cũng ngồi đầu bàn. Thì bữa nay mình vô trong cái kẹt hách, mình ngồi coi, mình đo cái tâm mình coi sao. Chứ cái tâm ma quỷ của mình nó cứ ngồi đầu, nó ngồi đầu bàn nó mới đi tu nha. Ai mà dành cái chỗ đó nó không đi tu, nó đi tụng kinh cũng vậy. Cái chỗ đó là chỗ nó ngồi đó, mà ai mà tới đó ngồi cái chỗ đó rồi là nó bỏ nó về, nó không tụng kinh. Đó là cái tâm cấu uế, tâm phẫn nộ, tâm sân hận, tâm không biết tu, hay gọi là tâm ma quỷ. Nói cho mà biết vậy đó. Có nhiều người nó lên chùa nó gõ mõ, ngày nào nó cũng gõ mõ, mà bữa nay có người khác, thầy kêu người khác gõ mõ là nó bỏ luôn, nó về, nó không tụng kinh và nó không đi chùa nữa, nó sẽ nói xấu luôn. Có không? Cấu uế. Cái người đó là nấu bếp, mà bữa nay về mà có người khác nấu bếp nó không nấu là cấu uế. Cái tâm của nó không có ổn. Quý vị hiểu hiểu cái điều này không? Hiểu ha? Cho tràng pháo tay. Tôi chỉ cho biết chứ để không quý vị không có biết cái chỗ cấu uế để mà gội rửa nó. Thứ ba, mong rằng tại cái chỗ ăn ta được ngồi ở chỗ tốt nhất. Uống nước uống thì phải uống cái nước tốt nhất, ngon nhất. Đồ ăn mà mọi người đem đến đó là phải bỏ cho ta trước. Trời ơi, cái tầm cấu uế nó hiện ra tới ghê trời. Nhiều. Cho nên á, người đi tu á, mà là dành đi lấy thức ăn á, là tâm đó mình phải nhường. Nhường với nhau thì tâm mình nó mới không có cấu uế. Còn mình dành á, mình ước muốn á, là tâm cấu uế. Nên là tu dễ thương khó hay dễ? Khó hay dễ? Khó, chứ không là nó thúi quắc luôn á. Tại cấu uế mà nó nhiều cấu uế quá nó thúi. Thứ tư, mong rằng tại cái chỗ ăn, khi ăn xong ta sẽ nói một cái điều gì đó hay, tốt, và ta được cử lên nói. Tùy hỷ chứ không phải là một người khác nói. Có nghĩa là mình cũng mong rằng mình được cái gì đó hơn mọi người. Vậy là cái tâm đó là tâm cấu uế. Thứ năm, mong rằng khi ta nói những điều hay phải để cho người khác nghe thì tất cả mọi người đều tụ tập trở lại, đều cung kính ta như là cung kính một bậc đạo sư. Ghê chưa? Nó hành đạo bà tám mà nó mong vậy đó. Nhớ nghe, mình phải làm sao để cho mình đừng có cái tâm vậy. Mình chia sẻ còn ai nghe, nghe không nghe thôi. Cho nên bản thân thầy đi giảng, ai ngủ thầy thấy thầy thương lắm. Không, thầy thấy họ ngủ thầy thấy thầy thương là bởi vì sao vậy? Vì nỗ lực dữ lắm cho nên thầy mới hát cái bài ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Còn có người là quý vị biết không, là ngồi nghe pháp mà không có được nhúc nhích ra, nghiêm trang đâu mà. Không nghiêm trang là đuổi ra khỏi chỗ đó. Mất mớ gì biểu ta nghiêm trang, ta buồn ngủ cho ta ngủ, ta ngáp thì cho ta ngáp, ta thích gây lộn thì cứ cho ta gây lộn. Đúng rồi, không hiểu thì phải hỏi. Nhưng mà nhớ, thầy chỉ để mình biết, nếu mà tâm cấu quế của mình sanh ra là mình phải khử trùng nó liền. Đó, vậy đó. Có nghĩa là mình phải hiểu được mình. Có khi mình không có tu, mình không có học, mình không có hiểu. Thứ sáu, mong rằng khi ta nói pháp cho các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ tại một ngôi tịnh xá, chứ không phải là tỳ kheo khác nói. Nghĩa là ở trong đây bài này là bài dạy cho các vị tỳ kheo, nhưng mà thầy nói ra là một người tu, cho nên là quý vị cũng vậy. Quý vị sẽ là cái người chiến đấu với cái tâm ngã mạn của mình. Có khi là cái tâm mình nó ngã mạn dữ lắm. Có nhiều người là không tự chiến đấu được, cho nên là bị người ta xa lánh. Có nhiều người đi tu mà tại sao mọi người xa lánh? Vì cái tâm họ cấu uế, họ phẫn nộ, họ cấu uế.
không làm theo ý họ là họ phẫn nộ, làm theo ý họ là bản ngã họ nó lớn hơn. Hiểu không quý vị? Thứ bảy là mong rằng một người tu phải cung kính, gần gũi một người khác. Mà ở đây nguyên văn nó như vậy nè: mong rằng các kheo tỳ kheo ni, cư sĩ nam cư sĩ nữ, cung kính cúng dường ta, chớ có cung kính cúng dường một người tỳ kheo khác. Nghĩa là cái tâm cấu uế của mình là mình mong rằng là người kính mình thôi, đừng cung kính người kế bên. Là bởi vì cái tâm của mình, giả sử như cô này chơi chung với cô này thì mong rằng cô này đừng chơi với cô kia, chỉ chơi với mình thôi. Những người kia đó chào mình thôi, đừng có chào người kế bên. Vậy là tâm cấu uế hay không cấu uế? Một tràng pháo tay cho cấu uế đó. Nhớ nghe quý vị, mình giận cái cô này, giả sử như cô này giận cô này đi, là ai nói chuyện với cô này là ghét luôn cô đó. Vậy là tâm mình cấu uế không? Cấu uế, quá cấu uế luôn. Người đó là không biết tu, là cấu cấu luôn. Quý vị đi tu á, mà mình hiểu được cái này rồi nó sung sướng lắm luôn. Cái tâm mình nó nhẹ nhàng lắm. Số 8: mong rằng ta nhận được y phục tối thắng, đồ ăn khất thực tối thắng, dược phẩm trị bệnh tối thắng, các sàn tọa tối thắng, chứ không phải những tỳ kheo khác. Sự việc này xảy ra, tỳ kheo này thấy không được như ý muốn của mình nên phẫn nộ và bất mãn. Sự bất mãn này là cấu uế. Cho nên quý vị thấy là cái gì cũng muốn tốt về mình mà người khác mình không có muốn. Quý vị cùng nói với thầy: ai đi tu muốn tốt về mình, không muốn tốt cho người khác là tâm cấu uế, giết chết lòng từ bi, tu dở ẹt. Có nhiều người lại muốn là thầy mình giỏi thôi, mình không muốn ông thầy khác giỏi, chỉ muốn thầy mình được được cái này, được cái kia, được cái nọ, mà không muốn người khác được. Vậy là tâm của người đệ tử đó dầu rằng cung kính thầy mình nhưng tâm đó xấu hay tốt? Cấu uế. Nhớ ha, mình muốn con mình giỏi mà mình không muốn đứa trẻ khác giỏi là tâm mình cấu uế hay thanh tịnh? Cấu uế luôn. Mình muốn chồng mình đẹp mà mình không muốn chồng người khác đẹp. À, quý vị thấy không? Cấu uế nó nhiều loại cấu uế lắm, đúng không? Có khi mình dựng cái xe mình mong cái xe mình nó cái chỗ tốt, vậy là mặc định cái xe người khác cái chỗ xấu rồi. Tâm mình có bị cấu không? Cấu uế luôn. Nên có nhiều lúc mình cạnh anh lắm. Mình đi tìm cái chỗ tốt mình để, vậy là cái chỗ xấu ai để? Đó, cho nên mình đo cái tâm mình. Bữa nay mình vô ngay cái chỗ này, cái bãi này, mà cái chỗ này người ta để rồi thì mình để chỗ khác. Đằng này không, cái chỗ người ta để rồi đó, nhưng mà chỗ đó đẹp, cho nên mình dời xe người ta qua bên, mình để chỗ đó. Cậu uế. Cái tấm trải á, cái tấm này nó đen hơn tấm kia, tấm này xấu hơn tấm kia, mình vô mình lựa mình đổi. Câu ơi. À, vậy là quý vị hiểu được tâm chưa? Quý vị có bị vậy không? Có đó, thành thật khai báo. Có vậy mà không chịu vỗ tay để câu ơi nó bay ra đi. Cái đó nó rất là tế nhị, nó rất là đơn giản, nhưng mà có thật không? Có thật. Rồi bây giờ hai đôi dép mũ giống nhau, đôi dép mũ thôi đó nha, mà đôi dép sạch đôi dép dơ, mà đôi dép của mình nó dơ cái mình ra mang lộn hả? Cấu uế không? Cấu uế. À, hai đôi giống nhau, có điểm cái là đôi sạch đôi dơ thôi. Cái đôi dơ kia mà nó rửa xong thì nó cũng sạch giống đôi này thôi, nhưng mà mình không có thời gian rửa cho nên thôi mang đôi sạch. Cấu uế. Có nhiều lúc quý vị nghĩ cái chỗ ngồi đó quan trọng lắm quý vị. Nó có cái ghế thôi đó, mình biết lát nữa ai ra đây cũng ngồi hết đó, nhưng mình ra trước mình sẽ lựa cái ghế sạch mình ngồi.
Vậy lát tất cả những người kia người ta ngồi là phải ngồi ghế dơ đúng không? Nếu như mình tâm mình không cấu uế, mình đi kiếm miếng giải mình làm hết các cái ghế để cho mọi người, vậy là mình có phước không? Có phước. Đằng này mình lại trước, mình thấy cái ghế dơ mình vẫn ngồi đó, mình vẫn ngồi trên cái ghế sạch, vậy là tâm mình cấu uế. Ghê lắm chứ không phải đơn giản. Đoạn 3. Cho nên là đi thọ bát quan trai á, là phải sạch cái tâm mình đúng không? Mình thọ bát quan trai mà, tám cái cửa thanh tịnh mà, nhưng mà cấu uế. Dành ăn là cấu uế, dành chỗ ngồi là cấu uế, dành cái bồ đoàn sạch để ngồi là cấu uế. Muốn mình đi trước, ngồi trước, ăn trước là cấu uế, đâu phải đơn giản đâu. Đoạn 3. Này hiền giả, đối với các tỳ kheo nào các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục còn được thấy và nghe là chưa được diệt trừ. Dù cho tỳ kheo ấy là vị sống trong rừng núi tại trú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực thứ lớp, khất thực từng nhà, theo hạnh phấn tảo y, theo y phục thô xấu, thì các đồng phạm hạnh không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỳ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các vị này còn được thấy và được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới dục của tỳ kheo chưa được đoạn trừ. Đó, quý vị cùng nói với thầy, ta đi tu nhưng chưa được người khác thương yêu và cung kính, vì trong ta còn cái thói đáng ghét chưa bỏ được. Hiểu không Phật tử? Hiểu không? Mình đi tu nhiều năm mà mình chưa được người khác cung kính thương yêu là ở trong mình còn cái thói hư tật xấu, cấu uế, còn cái tánh đáng ghét. Nên có nhiều người hỏi, ủa sao con cái tôi nó không có thương tôi? Bà tự coi lại bà đi, bà ăn ở thì sao, bà nuôi con cái mà con cái nó không thương, phải không? Mình có dâu có rể mà dâu rể mình coi lại mình thôi. Cho nên thầy cũng vậy, để thầy nó không có thương thì thầy phải tự coi lại bản thân mình ăn ở thì sao, vậy thôi. Nhưng mà mình có muốn tốt đi nữa ai lại không muốn tốt, nhưng mà bản thân của mình tới đó là hết, vậy thì mình phải xin thân ái kính chào thôi. Đoạn 4. Này hiền giả, đối với tỳ kheo nào mà các ác các bất thiện pháp cảnh giới dục này được thấy và nghe là đã diệt trừ. Dù cho tỳ kheo ấy sống gần làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y của người gia chủ cúng, thì các đồng phạm hạnh vẫn cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường vị tỳ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các ác bất thiện pháp cảnh giới dục của tỳ kheo ấy đã được đoạn trừ. Quý vị cùng nói với thầy, ai tu tập diệt trừ được ác pháp, không còn tâm bất thiện, xa lánh dục cấu nhiễm, được người ta cung kính, cúng dường, tôn trọng, xứng đáng là đệ tử Phật. Một tràng pháo tay. Đó là nói mới con bài thôi đó nha, còn nhiều bài hay lắm. Giới thiệu sách luôn, Kinh Trung Bộ. Ai muốn tìm hiểu được những lời hay ý đẹp kim cương hột xoàn trong giáo pháp của Phật, lội vào đọc Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, Tiểu Bộ, mà quý Phật tử thường đọc giả bộ. Là giả bộ chứ chưa đọc được bộ nào hết á. Ai đọc được bộ nào giơ tay lên thầy coi thử. Thấy không, toàn đọc giả bộ không. Như vậy hôm nay thầy chia sẻ với vị ba yếu tố. Thầy kết luận lại, yếu tố thứ nhất là an cư kiết hạ, yếu tố thứ hai là vu lan báo hiếu, yếu tố thứ ba là thọ bát quan trai. Bây giờ kết luận nè, an cư
rút lại còn ba điều. Tất cả quý Phật tử vẫn an cư được, nghĩa là an cư lạc nghiệp. Vậy thì quý vị hãy học cái hạnh an cư của chư Tăng, để bản thân mình phải hiểu được nội dung của an cư. An cư là gì? An cư là thúc liễm thân tâm của mình. Vậy thì lúc nào mình suy nghĩ là mình bớt đi những thói hư tật xấu, mình tăng trưởng những điều tốt để cho gia đình của mình, người thân của mình thương yêu, vậy là mình đã an cư. An cư là thúc liễm thân tâm, học văn tư tu, trao dồi giới định tuệ, vậy là mình đã an cư rồi. Điều thứ hai, an cư là bổn phận của người tu, nghe theo những gì Đức Phật dạy. Thì bây giờ quý vị có biết lắng nghe người khác không? Mình khó nghe ai lắm quý vị. Vợ nghe chồng, con không nghe cha mẹ, không nghe lời khuyên của bạn bè, đừng nói chi mình nghe ai. Khó lắm quý vị. Phật tử mà nói nghe lời thầy để thầy dạy là thầy có phước dữ lắm. Khó lắm. Cái bản ngã của mình nó gọi là tâm vương mà, nó nghe ai, nó mâu thuẫn dữ lắm. Nếu mà vợ mà nghe chồng là gia đình hạnh phúc rồi, chồng mà nghe vợ là hạnh phúc rồi, nhất vợ nhì trời, không có nói gì nữa, hạnh phúc lắm luôn. Chỉ nghe lời thôi nhưng mà nghe được không? Không đâu. Nói vậy chứ khó lắm, bùng nổ. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng là mình chỉ bỏ được cái bản ngã của mình thôi là mình tu sớm thành Phật luôn đó. Bỏ được bản ngã của mình. Cho nên thầy có kể câu chuyện là bốn người đệ tử mà ông thầy ổng nhận có một người thôi. Quý vị có từng nghe chưa? Rồi, bây giờ thầy kể cho quý vị nghe cái câu chuyện là ông thầy ổng nhận một người đệ tử xuất gia, mà trong đó có bốn người đi xin xuất gia là đó, thầy trụ trì ở đây này. Có một vị tu sĩ, người này tu tốt lắm luôn, tu không còn cấu nhiễm bên trong luôn, nhưng mà ông tu phạm hạnh ở trên núi. Nhưng mà khi ông già yếu rồi, mọi người lũ lượt lên để đảnh lễ, và ông chỉ dạy cho những cái kinh điển, rồi ông hốt thuốc, rồi ông ai cúng dường á, rồi ông ban cho người giàu lên cúng dường để có phước thì ông cho người nghèo, cho nên người giàu cũng lên cúng mà người nghèo cũng lên xin. Hay là cầu nói ở chùa vậy đó. Cho nên là ông thầy ông tuyệt vời lắm, người nào cúng dường thì nhờ cái phước báo đó mà ta làm ăn giàu có hơn nữa, cho nên ta lên ta lại cúng dường thầy nhiều hơn nữa. Rồi cái người nghèo thì lên xin cái lộc về để làm ăn, cho nên là người ta lũ lượt kéo lên. Nhưng mà khi bây giờ thầy già yếu rồi thì tất cả những người Phật tử mới nói là sư phụ ơi, thôi giờ sư phụ nhận một người xuất gia đi. Thì ông nói nếu mà bây giờ tôi già rồi, quý vị có nhu cầu như vậy thì thôi quý vị cứ giới thiệu đi, tôi nhận một người. Ông sống đạm bạc, ông sống đơn giản lắm, cho nên là muốn tu với ông khó hay dễ? Khó lắm. Để diệt trừ các cái cấu nhiễm nó khó lắm luôn. Bắt đầu mọi người nghe như vậy đó, mới đưa lên, chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ có bốn người lên, bốn chú tiểu nho nhỏ lên. Bắt đầu ông mới nói là ông nhận con người thôi. Thì thôi bây giờ bốn chú lên thì ông phải làm một cái bài thi. Cho nên là ông cụ á, ông ra ông biết trước rồi, ông chứng đạo rồi mà, ông biết trước rồi. Cho nên ông ra ông lấy sẵn bốn cái cây chuối non á, cây chuối có khoảng nửa mét rễ thì ông đã danh sẵn hết mấy cái rễ rồi, lá thì ông cũng cắt rồi, giờ này chỉ còn cầm nữa thôi. Ông mới đưa bốn chú, ông nói là bây giờ bốn chú ra trồng chuối, bài thi đơn giản ra trồng chuối. Cái bốn chú cầm cuốc cầm xẻng rồi đi ra trồng. Ba chú đi rồi, còn một chú đứng lại hỏi: bạch thầy, con trồng sao? Ông thầy ông nói trồng cái ngọn xuống con. Rồi bắt đầu ông ra anh trồng thôi. Bắt đầu trong đó bốn ông thì ông thầy ông trả lời thì bốn đứa nghe hết, nhưng mà ba đứa nó xách cuốc, nó xách xẻng, nó xách cái cây chuối nó đi rồi, nhưng mà nó đi chưa xa, cho nên ông thầy ông nói, ông trả lời cho cái thằng thứ tư á, thì ba thằng kia vẫn nghe. Bắt đầu sau khi trồng chuối xong quay trở vô, ông thầy mới hỏi: con trồng
hỏi người thứ nhất á, con trồng sao? Đứa thứ nhất nó nói, bạch thầy, cây có cội, nước có nguồn, cho nên trồng cây thì phải trồng lên thôi. Con trồng cái gốc xuống, cái ngọn lên. À, thì cái cây nó phải có gốc ở dưới, cái ngọn ở trên nó mới ra hoa kết trái chứ. À, ông nói vậy là được rồi con, ngồi xuống đi. Ông hỏi đứa thứ hai, con trồng sao? Nó bạch thầy, con trồng cái gốc ở dưới, cái ngọn trên. Hỏi tại sao con trồng vậy? Nó nói, thưa thầy, sự vật hiện tượng tự nhiên của nó. Một cái cây mà nó rớt xuống thì nó phải đâm cái rễ ra, sau đó mới nảy mầm nó đi lên. Thì bây giờ một cây chuối cũng vậy, phải trồng cái gốc xuống. Đó là quy luật của tự nhiên thôi. Này ông nói, ờ vậy đúng rồi con, ngồi xuống đi. Quý vị đồng tình với hai đứa này không? Đồng tình không? Cho anh tràng phá tay. Đứa thứ ba, ông thầy ông hỏi con trồng sao? Nó nói con trồng cái ngọn xuống. Ông thầy ông hỏi sao con trồng ngọn xuống, con giải thích coi. Nó nói là, thưa thầy, người tu là phải đi ngược lại với dòng đời, đi ngược dòng nước. Mình đi tìm cái gốc của mình, cho nên bây giờ là mình là cái ngọn, cho nên mình đi tìm cái gốc, cho nên là trồng cái ngọn xuống. Người tu là phải trồng cái ngọn xuống. Đồng ý không quý vị? Hợp lý không? Cái đạo của chúng ta, đạo Phật là đạo đi ngược dòng đời. Đạo Phật là phải đi tìm về cái bản nguyên tự tánh của mình. Đúng không? Không, nhưng mà phù hợp không? Tại vì anh này anh đi cầu đạo mà, anh đi cầu đạo Phật, cho nên là ông giờ này ông thầy ông đưa ra cái bài toán là để coi coi cái người nào ông chọn mà. Cho nên cái anh này anh trồng và anh giải thích vậy hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý, cho tràng phát tay. À. Rồi bây giờ tới thằng thứ tư nè, cái thằng mà nãy hỏi á. Ừ. Ông thầy hỏi con trồng sao? Bây giờ thưa thầy, con trồng cái ngọn xuống. Hỏi sao con trồng ngọn xuống? Nó đâu có làm sao đâu, thầy biểu sao trồng vậy. Trời ơi, nó ngu thì ớn. Lại vậy trước khi trồng nó hỏi rồi. Hỏi thầy trồng sao? Ông thầy nó trồng cái ngọn xuống, thì nó trồng ngọn xuống thôi. Nó không có giải thích. Nó chỉ nói là thầy kêu sao con làm vậy thôi. Trời ơi, thằng này nó ngu ngu. Thấy cái mặt nó là biết cỏn cỏn rồi. Vậy thì giờ quý vị, theo quý vị là ông thầy, quý vị sẽ chọn người nào? Nhỏ ra lém lắm. Mời con ngồi đó nói luôn đi con. Con chọn đứa thứ tư. Tại sao con chọn đứa thứ tư? Thôi con lên đây luôn đi, con chọn đứa thứ tư là thay thấy là đứa đó nó cỏn cỏn mất chết luôn. À. Rồi con nói luôn, con đứng đó nói. Dạ mô Phật, theo con đó là thầy sẽ chọn đứa thứ tư, tại vì là tu đạo thì không có suy nghĩ, không có tính toán. Một tràng vỗ tay tặng cho con. Rồi thôi đưa chị áo xanh giùm thầy, hồi nãy chị áo xanh cũng đưa tay. Nam mô Bổn Sư Thích Phan Ca Mô Ni Phật. Kính bạch sư phụ, con chọn người thứ tư là bởi vì người đó không biết gì cho nên sư phụ cần dạy, còn những người khác đã hiểu biết nhiều rồi cho nên mé chú về đi. Rồi xin một tràng pháo tay tặng cho con. Kiểu này đạo của tôi khó truyền à. Rồi còn ai đồng tình không? Rồi xin cô. À, thưa thầy á, theo con á thì con cũng chọn người thứ tư nữa, là tại vì theo cái giáo truyền của thầy đưa ra thì thầy chỉ dạy như thế nào thì đệ tử phải làm theo tiếng đó thì nó mới đúng theo cái con đường của Phật Pháp. Chứ mình không tự ý theo ý mình được, mà mình theo cái Phật Pháp thì coi như là phải có tôn ti trật tự. Rồi một tràng vỗ tay tặng cho cô. Rồi có ai chọn người thứ nhất, thứ hai, thứ ba gì không? Rồi mời cô. Đó, đây 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 bác ơi. Ủa mà sao giờ thị giả là con bộ lớn tuổi dữ ta? Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, theo sự suy nghĩ của con là con lựa người thứ ba,
là bởi vì con có xem cái phim của Đức Phật khi Đức Phật đi tu để mà tu xem có chứng được được chánh đẳng chánh giác không thì có thả cái bát xuống, còn nếu như cái bát đó mà đi ngược dòng thì là Đức Phật đã chứng, thì con nghĩ rằng là phải đi ngược dòng thì mới được, thì theo ý con là con lựa người thứ ba. Một tràng vỗ tay tặng cho cô, thấy không? Đó, ta phải biết chọn rồi ai chọn người khác. Cô vẫn chọn người thứ ba. Rồi đó, thấy không? Còn ai, ai chọn người thứ ba nữa giơ tay. Wow, chọn người thứ ba đông vậy ta. Một tràng vỗ tay tặng cho những người chọn người thứ ba. Còn ai chọn người thứ nhất? Ai chọn người thứ hai? À, vậy là không có người thứ nhất, người thứ hai, chỉ có người thứ ba với thứ tư thôi. Rồi, một lần nữa, chọn một tràng vỗ tay cho tất cả quý vị. Quá tuyệt vời luôn. Thầy xin chia buồn với người thứ ba. À, tại vì thầy cũng không có giải thích gì hết, theo đáp số thì ông thầy đó, ông chọn đứa thứ tư, vậy thôi à. À, thầy chia buồn với mấy người thứ ba. Tại sao mà ông thầy cũng chọn người thứ tư biết không? Tại vì ổng mà chọn cái đứa thứ ba là mai mốt ổng nói gì nó làm ngược lại. Đơn giản vậy thôi. Nó không nghe lời. Cho nên ở đây là không có nghe lời. Hiểu đạo rồi vô chùa không có chịu nghe lời. Dầu rằng biết là đạo nó là như vậy, nhưng mà thầy chỉ con chuột, thầy nói con bò, đệ tử vẫn phải nói đó là con bò. Rồi lát nữa mới hỏi thầy tại sao mà cái con đó là con chuột mà thầy lại nói con bò. Thì ông thầy ông mới nói vậy: con, người ta thờ cái đạo bò, người ta thờ cái đạo con bò, ủa quên, người ta thờ cái đạo con chuột, thì cái con chuột con không được quyền nói chuột, con nói nó phạm quý người ta chém con, cho nên không được nói con chuột mà con phải nói con bò. Nhưng mà lúc cái chú Tiêu này đâu có hiểu đâu, mà nó không hiểu nó phải nghe lời trước cái đã, rồi về thầy sẽ giải thích sao. Dầu rằng đạo là nó như vậy, nhưng mà không được theo ý của mình. Dầu rằng đèn đỏ không được chạy, nhưng mà đèn đỏ mà sư phụ kêu chạy là phải chạy. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái thằng ở đằng sau á, nó bị đứt thắng. Mình nói là đèn đỏ không được chạy thì thằng sao nó đụng chết hai thầy trò. Cho nên mình chỉ nghe lời mà không cãi thầy, nó gọi là cãi thầy núi đè. Hiểu không quý vị? Hiểu hiểu cái điều đó là được rồi. Ở trong đạo đó, nó có một cái điều rất là đơn giản. Thôi mình nói ở đời trước đi. Ở ngoài đời mà con mình á, con mình nó đúng mà con người ta sai, nhưng mà đánh là đánh con mình hay đánh con ta? Đánh con mình. Mà nếu nó là con mình thì mình đánh nó có phản ứng không? Có quan đi nữa cũng không được phản ứng. Là bởi vì mẹ đánh con, là bởi vì mẹ muốn đánh con để mà mẹ dằn mặt mẹ con đứa kia. Mà nếu mà con oan, con la làng, vậy thì con đâu có xứng đáng, con là con của mẹ, con đâu có ngoan. Trong đạo Phật của mình, nhẫn là sức mạnh lớn nhất. Có khi cái việc đó là đúng đó, nhưng mà ông thầy ông vẫn cho sai. Mà nếu là đệ tử, thật sự người đệ tử muốn truyền tâm ấn của thầy mình, thầy mình truyền tâm ấn cho mình, thì thầy chỉ con điêu điêu mà thầy nói con rồng thì mình cũng dạ con rồng. Thầy chỉ cái cục đất sét, thầy nói ông Phật là vẫn cứ đó là Nam Mô Đất Sét Phật. Trong đạo Phật của mình cái luật là nếu đã là người đệ tử theo học với thầy, trừ khi ông thầy đó ông khùng, mình đừng nhận ông là sư phụ. Còn một khi mình nhận ông là sư phụ, ổng khùng ổng là vẫn là thầy của mình, ổng nói sao nghe vậy, đơn giản vậy. Cho nên là cái ông thầy đó ông chọn người thứ tư. Hiểu lý do chưa quý vị? Còn quý vị không hiểu thì thôi, đâu có sao đâu. Phần lớn người không chấp nhận cha mẹ mình nói sai, vậy thì cái người đó tự cho mình đúng, vậy là mình giỏi hơn cha mẹ. Người đệ tử mà cho rằng thầy mình dạy mình sai, vậy là người đệ tử đó mặc định mình cho mình giỏi hơn thầy mình.
Vậy là mình không bao giờ có thầy, không bao giờ có thầy tổ được. Tại có nhiều lúc thầy tổ dạy cho mình có nhiều cái chiêu lắm quý vị. Mà mình muốn học được cái chiêu của thầy tổ là mình phải phải hạ thủ công phu. Có khi ông thầy ông đóng vai trò, ông đóng vai khùng vai điên, ông đóng vai gì ông đóng vai. Nhưng mà mình là đệ tử thì một là một, hai là hai, thế thôi. Thì tự nhiên mai mốt cái trí tuệ của ông thầy ông giao hết cho mình, ông chỉ cho mình một cái, mình cũng vô tư mình ngồi mình tu. Nhưng mà con đường đó là con đường tốt nhất, nhanh nhất. Nhưng mà cái người khác không bao giờ có được. Người khác không có được là họ không có bỏ cái bản ngã của họ được, cho nên họ không có chứng đắc được cái điều đó. Cái đó là cái khó. Cho nên cái anh chàng thứ tư, ảnh đơn giản thôi. Trước khi ảnh đi trồng cái chuối, ảnh hỏi trước: bạch thầy, con trồng sao? Thầy nói trồng cái ngọn xuống. Ra trồng cái ngọn xuống, đơn giản vậy đó. Vô hỏi, ông thầy ông hỏi: con tại sao con trồng cái ngọn? Nó đâu có tại sao, thầy kêu. Thầy kêu con trồng cái ngọn là con trồng cái ngọn. Cái con hỏi gì đó là bởi vì con lên đây là con làm đệ tử thầy, cho nên thầy kêu gì con làm nấy. Còn ba thằng kia nó lẻo lự, nó lương lẹo, nó nhiều chuyện. Thôi ba thằng về mạnh giỏi. Rồi xin mời cô nói tiếp. Đó vậy nó mới phản biện nè. Đó thầy thích vậy đó, thầy thích là phải thông minh. Người đệ tử mà không có thông minh là... Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con vẫn cứ có một cái chăn trở là con cái câu hỏi đó. Bởi vì ba thằng kia nó cũng nghe thấy thầy nói, cho nên nó chồng. Nhưng mà mỗi người có một cái trí lý sự, thì cái người thứ ba người ta nói là nếu mà đi tu thì cũng ngược dòng. Còn cái cậu thứ tư thì con nói xin lỗi thầy, có khi là cũng quá tuân thủ mà hơi là nói đần độn, thì hơi thầy nói sao mình làm vậy. Nhưng mà con thì con nghĩ rằng cái người thứ ba vẫn đúng, bởi vì cũng trồng cái ngọn xuống. Nhưng mà trong cái trí óc thì có cái lý sự là khi mình đi tu đó là phải đi ngược dòng đó, để mà mình tinh tấn, mình tu hành đó. Theo con nghĩ là như vậy đó thầy. Quá tuyệt vời luôn, cô dạ. Nói không có sai. Một tràng vỗ tay tặng dạ, cho cô thầy. Cô nói là thầy nhất trí đồng ý, là bởi vì cô sẽ là nhận thằng thứ ba. Dạ mô Phật dạ. Như thầy giảng về vấn đề bắt quan trai á, thì con thấy như bên khất sĩ á, là giới thứ sáu là không ăn sái giờ. Nhưng mà bên các chùa khác cũng có là nói là ông không ăn phi thời. Và có một nơi thì cũng truyền giới nhưng mà nói là không ăn quá ngọ. Nhưng cũng có chùa là cho ăn nhẹ một buổi chiều cho ăn nhẹ. Nhưng con xin thầy cho chúng con biết là ba cái câu đó nó khác nhau ngay chỗ nào, hay là nó giống nhau. Với một cái nữa con có nghe là, nhưng con có nghe là không có giải như cái vấn đề mà này hơi ngoài một chút. Nhưng mà con còn thắc mắc là như là thường ngày á, hồi xưa tới giờ thì nói là người mất á thì an táng và quả táng và thỉ táng. Nhưng hồi thời Đức Phật tại thế đó, khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật mà không có gọi là quả táng mà gọi là làm lễ trà tỳ. Nhưng mà cái đó là thiêu đó là quả táng, nhưng mà cái ý nghĩa trà tỳ là như thế nào, thầy giảng cho chúng con biết. A Di Đà Phật. Một tràng pháo tay tặng cho câu hỏi quá hay luôn. Hồi nãy thầy thấy cô dưới đó vẫn không đồng ý, cô có ý kiến gì khác không? Cho cô ý kiến luôn, thầy trả lời luôn thể. Chứ còn câu hỏi này hay lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con cũng nhất trí với người thứ ba. Bởi vì đã đi tu thì phải đi tìm chân lý, mà đã chân lý rồi thì cái hay mình cũng học, mà cái xấu mình cũng học. Nhưng mà mình không học cái xấu mình để đó mình không theo, mà mình đi theo những đường chánh pháp. Dạ, xin hết ạ. Xin một tràng vỗ tay tặng cho cô. Rồi cô bên đây đưa tay nữa. Rồi đó, thảo luận trước đi. Rồi cô bên đó. Ngồi luôn đi cô. Thưa thầy, theo con á thì con nghĩ là cái người thứ tư á thì nó đúng hơn. Là tại vì mình đã là đệ tử thì mình không qua thầy,
Bởi vì mình chấp nhận người đó làm thầy của mình, thì dù nói gì cũng là thầy của mình, thì mình phải tuân thủ theo. Chứ nếu mà trường hợp như mà biết rằng là cái con đường ngày xưa là Đức Phật đi, là thả cái bát xuống nó đi ngược dòng sông, là để hỏi coi như cái thời gian mà Phật có thể tu đạt thành hay không. Nếu như mà có cái duyên tu thì phải đi ngược dòng thì Đức Phật sẽ đi theo. Còn khi mình đã biết rằng cái con đường tu thì mình muốn đi theo một người thầy đó để mình tu, thì nhất phải nghe theo thầy, dù sai hay là đúng. Người đó mình đã chấp nhận, mình tôn người đó là thầy, thì mình phải nghe theo thầy, chứ mình không có theo ý kiến của mình được. Nếu mình theo ý kiến của mình là thì mình không phải gọi là người, mình chọn người đó là thầy. Rồi, cảm ơn cô luôn. Rồi à, cô vẫn giữ cái ý giống hồi nãy. Rồi, thôi được rồi. Rồi, bây giờ thầy trả lời. Thứ nhất là thầy chia sẻ cho ba cái ý kiến của người thứ ba và người thứ tư, nó còn tồn động trở lại, rồi xong thầy trả lời ý kiến cái ăn ha. Về lộ trình tu thì thầy cũng đồng tình với lại cái trong câu chuyện đó, nghĩa là khi mình đi tu, cái khó nhất của mình là bỏ cái bản ngã của mình. Thì ở ngoài đời cũng vậy, muốn hạnh phúc á, người xưa đó là có tam tòng tứ đức. Người đệ tử, người nữ không phải là họ tự giác để họ trở thành một người tam tòng tứ đức đâu. Họ không phải là người tự giác để nghe theo cha mẹ mình ở nhà, họ bức xúc lắm chứ. Nhưng mà xã hội nó đã quy định rồi, tại gia thì tòng phụ, ở nhà thì phải nghe lời cha mẹ thôi, còn xuất gia là tòng phu. Cho nên là giàu rằng chồng có năm thê bảy thiếp mà vợ vẫn chính chuyên chỉ có một chồng. Cho nên người phụ nữ ngày xưa đi vào tất cả những cái văn thơ, người phụ nữ nó đẹp và nó hoàn hảo lắm, người phụ nữ rất tuyệt vời. Là bởi vì sao? Họ chỉ chấp nhận thôi. Thì cái đó nó cái khung nó đã quy định sẵn rồi. Nhưng mà trong đó nó cũng có những cái bất quy tắc. Có nghĩa là Mạnh Thường Quân á, cô ta có chịu không? Mạnh Lệ Quân á, cô ta không chịu. Cô ta cãi nam trang, đâu có chịu đâu. Còn phụ tử chồng chết á, thì phải nghe lời con trai. Nhưng ngày xưa người phụ nữ đâu có. Người phụ nữ luôn luôn lúc nào cũng thuần thục. Còn con gái thì nghe theo lời cha mẹ, lên có chồng rồi thì nghe theo lời chồng, chồng chết là nghe theo lời con. Chứ còn không có, người phụ nữ không có ý kiến gì cò. Cho nên người phụ nữ nó đẹp mà công dung ngôn hạnh, đẹp mà cho đến nỗi đẹp cả thân, đẹp cả nết, đẹp cả người. Cho nên cái phước của người phụ nữ ngày xưa nó lớn lắm. Không có vụ ly dị, không có vụ tù ti tú tí. Tại sao? Cái đó mình gọi là giới luật. Giới luật có nghĩa là xã hội nó quy định vậy rồi. Cho nên người phụ nữ, người ta chỉ có chấp nhận thôi, thì cái đó là nhẫn, nhẫn chịu thôi, thì người phụ nữ tuyệt vời, hạnh phúc lắm. Con cái đâu đó vinh hiển, gia đình hạnh phúc tốt đẹp. Giàu rằng ông chồng có 10 bà vợ, 20 bà vợ, đối với những bà vợ vẫn thương yêu nhau. Thân phận mình là phụ nữ, cho nên những người vợ thương yêu nhau. Bây giờ vợ mình cưới mình rồi, tên nó chỉ cần liếc bồ cũ thôi là về gia đình tan nát. Bởi vì mình không có chịu đựng nổi. Tôi không thể chịu nổi khi ông cưới tôi rồi, ông còn liếc con nhỏ cũ. Phải không? Nên là trong cuộc sống lý do đó mà cô mới nói là cái nào đúng nghe, còn không đúng không nghe. Thành thử ra cái đúng với cái không đúng nó làm khổ cho mình. Tự mình làm khổ mình, cho mình đúng chi vậy? Không cần phải đúng. Ủa, trời ơi, dữ vậy ta. 9:30 rồi. Rồi thôi thầy trả lời câu này nữa cuối cùng ha. Ráng vậy thôi, chứ bữa nay gặp thầy chứ mai lỡ không còn nữa sao. Bây giờ có ba cái từ. Một á, là không được ăn phi thời. Hai á, là không được ăn quá giờ ngọ. Ba là không ăn sái thời. Vậy thì mấy cái sái giờ, mấy cái chuyện này, ba cái từ này giống nhau. Nghĩa là không ăn phi thời có nghĩa là quá giờ ngọ không được ăn. Không ăn sái giờ là có nghĩa là quá giờ ngọ không được ăn. Không ăn phi thời hay là cái gì đó thì là cũng là cái giờ ngọ thôi. Nếu đúng giờ cái giờ ngọ đó
là từ 12 giờ cho đến 2 giờ chiều. Nếu đúng cái giờ ngọ đó là tới 2 giờ chiều mới không được ăn. Nhưng hồi xưa thời của Đức Phật á, là đứng bóng. Nhưng mà nếu mà nói đứng bóng á, thì một năm á, là chỉ có cái tháng nào đứng bóng, còn tháng nào nó không bao giờ đứng bóng. Bởi vì trái đất nó nghiêng mà, nó là hình bầu dục, nó quay dày á. Nhưng mà tới mùa khác á, nó chuyển về nó quay dày. Cho nên là mình đi qua tới Canada đó là tới Cali đồ là cái mùa á, mà mùa Tết á, là tới 9-10 giờ chưa lặn. Còn tới mùa đông á, là mới có 4 giờ 5 giờ lặn lặn mất rồi, mặt trời không còn nữa. Cho nên cái việc mà đứng bóng á, là cũng là một cái quy định thôi. Nghĩa là nói ăn giữa trưa vậy thôi cho nó dễ. Còn bây giờ cô nói là có cái chỗ cho ăn chiều gọi là dược thạch, ăn nhẹ đó là ăn dược thạch. Dược á là thuốc, thạch đó là đá. Phải nghĩ đó là thuốc mà ăn đó giống như là ăn cục đá vậy đó, để cho mình không có đọa vào súc sinh. Giờ chiều là giờ của súc sinh, giờ tối là giờ của ngạ quỷ. Do vậy mình ăn đá cho nên cái bụng nó bự, nó không tiêu. Chỉ có ăn giờ trưa thì cái bụng nó mới không bự. Ai mà muốn không bị bụng bự là đừng ăn chiều và tối. Ăn sáng và trưa, vậy là được chứ con. Rồi, chúc mừng con. Giờ cái trả lời cái ý thứ hai là cô cho rằng là cái người mất ngày xưa là có an táng, chính là địa táng đó ha. Rồi hỏa táng, rồi thủy táng, nó còn cái nữa là điểu táng nữa, đem cho chúng ăn nữa. Rồi vậy bây giờ cô hỏi là trà tỳ là thế nào? Trà tỳ cũng là thiêu, nhưng mà tại sao gọi là trà tỳ? Thì cũng giống như là vua chết gọi là cái gì? Băng hà. Vậy cô hỏi thầy băng hà là cái gì? Thì là vua chết. Còn cái ghế của vua gọi là cái gì? Đó, thấy không? Cho nên là cái áo của vua thì gọi là long bào, còn cái áo Phật tử mặc là cái gì? Áo tràng. Chứ không lẽ mình gọi là long bào? Vậy thôi. Nghĩa là làm lễ quả táng cho Đức Phật thì gọi là trà tỳ, còn mình chết thì gọi là lễ tang. Vậy thôi, chứ hỏi trà tỳ là cái gì? Thì trà tỳ là khi nào Đức Phật nhập Niết Bàn mới gọi là trà tỳ, còn cô thì gọi là trà đá. Vậy thôi. Giờ hỏi thầy, giờ hỏi thầy giải thích cái chữ trà tỳ. Thì trà tỳ cũng là quả táng, mà quả táng cũng là trà tỳ. Nhưng mà vua chết thì không được quyền nói vua chết, mà phải nói là băng hà vậy thôi. Chứ giờ hỏi vua chết với băng hà là hai hay là một thì cũng đâu nói sao. Còn giả sử như mình đi nhảy đầm thì gọi là nhảy đầm, còn vua đi nhảy đầm gọi là cái gì? Là lông mắt. Lông mắt là lắc mông. Cô phải biết cái từ, cô phải biết cái từ dành cho vua. Cứ vua cái gì cũng lông hết á, nhảy đầm cũng gọi là lông mắt. À, thôi nói cho vui vậy, để cho quý vị hiểu được là Phật Pháp á, nó rất là đơn giản. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nó ghê gớm quá cho nên mình thôi giờ mình thầy còn một cái gọi là tuyệt chiêu nữa. Quý vị muốn nghe không? Nó trễ một chút ăn cơm nó no. Mình đói chừng nào ăn cơm ngon chừng nấy. Giờ thầy hỏi quý vị nè, quý vị gần đây quý vị đã nghe là có những cái vòng tròn, những cái tam giác, những cái hình vuông để thay cho cái chữ, đúng không? Nhưng mà cái đó là một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu sâu lắm, học được cái đó rất là tuyệt vời. Nhưng mà do nó chưa có phù hợp, nó chưa có đại trà cho nên người ta chưa có quý. Cho nên lúc đó đành phải có một cái cuộc cách tân nó mạnh quá, người ta chưa có đồng ý. Nhưng mà trong tương lai người ta sẽ đồng ý. Thì bây giờ thầy chỉ nói cái tam giác, mà làm sao quý vị giải thích làm sao nó ra cái chữ cảm ơn? Ai đã từng nghe thầy giảng rồi? Chưa nghe hả? Rồi bây giờ con giải thích cho thầy nghe. Tam giác là cảm ơn. Tam là ba. Giác là giác ngộ.
ai đưa mình đến con đường giác ngộ mình cảm ơn. Nam mô giải thích trật lất Bồ Tát. Rồi còn ai nữa? Bên này có ai không? Bên này có ai không? Không có ai. Rồi quý vị nghe thầy giải thích, vì cái này nó khó mà, học mà nó khó quá cho nên nó không chịu học. À, bây giờ tam giác. À, quý vị nghe lần đầu tiên nha, ai lặp lại được là người đó cũng hay rồi đó. Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thank you, thank you là cảm ơn. Được chưa? Rồi con lặp lại nhanh quá. Thì nhanh quá thì vậy ta mới gọi là tư duy sâu. Mà một cái người, mà đứa trẻ mà nó tư duy sâu thì nó mới có cái độ phân giải cao. Mà độ phân giải cao, bây giờ mà mình nhập một cái file word đi, cái file word của mình mà mình nhập vô mà nó không đúng cái phông chữ của nó, nó hiện lên tròn vuông tam giác. Rồi ai lặp lại? Ồ, một tràng pháo tay cho đệ tử mình. Lên đây luôn con. Ồ, nó lẹ ớn không? Nó an an á. Vừa nói tới là nó hiểu liền, nó làm liền. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin lặp lại lời của Thích Giảng Sư là tam giác là, tam giác là tác giam, tác là tác giam, tác là chúc mừng anh em. Nhìn thấy cũng giống giống nhưng không phải. Cái này tác, tác giam, tác là đánh, giam là cầm, tác cầm. Giam là còng, cầm, cầm, còng, còng, còng. À, à, vậy là đánh còng. Cái gì mà ga tác còng là... Thấy không, tôi nói à, nhìn cái mặt giống giống chứ không phải. Đây là con giam là nhốt. Dạ nhốt, giam là nhốt. Vậy là đánh nhốt là đốt nhánh, đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành. À, thiêu, thiêu cành là thanh kiều. Ừ rồi, một tràng pháo tay. Cái đó là do tôi nhắc đó nha. Chứ còn qua cái đoạn đó không được là biết là không ổn rồi phải không? Thấy rồi nó đơn giản nhưng mà có đang giỡn không? Ừ, không đơn giản. Cho nên học cái đó khó lắm, cho nên ta mới gọi là AT. Đó là nó học là nó viết đó, nó viết cái mật mã ra. Mà nó viết được cái mật mã là nó giải mã luôn từ đây lên cung trăng. Cho nên là bây giờ mà áp dụng vào dạy cho mấy đứa nhỏ mà dạy các em nó quá mạnh đi. Cho nên là chưa phù hợp với cha mẹ. Cho nên là cha mẹ phản ứng. Chứ còn các em thì nó chưa có phản ứng, nhưng mà cha mẹ thì phản ứng. Vì cha mẹ không hiểu. Thì thôi mình cho qua, tại đó nó khó quá, cho nên bỏ qua. Thì cái việc tu cũng vậy. Khi nào quý vị thấy mà tu mà nó khó quá quý vị nó thôi bỏ qua tam giác. Thấy không? Rồi quý vị cùng nói theo thầy để về nhà có nhớ thì mình làm cái chiêu này, nó giống như ảo thuật vậy đó. Rồi quý vị cùng nói với thầy: tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Cảm ơn. Rồi à, một lần nữa thầy đáng ra là thầy kết luận, nhưng mà giờ này nó đã trễ lắm rồi, cho nên quý vị tự kết luận ha. Thôi, kết luận ba thứ, mỗi thứ một cái thôi. Về phần an cư kiết hạ là mình làm sao mình trưởng dưỡng từ phàm thành thánh, đó là an cư kiết hạ. Thứ hai, du lan báo hiếu, mình làm sao để cho truyền thống cha ông của mình, cái nào đẹp, cái nào tốt phải gìn giữ, cây có cội, nước có nguồn, để cái truyền thống của mình á, là làm sao cho con cháu mình nó còn biết tới. Chứ thầy đi nước ngoài, thầy cũng nói, đi nước ngoài thì tất cả cha mẹ ở nước ngoài làm ơn gõ lên cái từ xe sẻ nuôi tu hú. Bây giờ mình đi nước ngoài, con cái mai này nó trở thành tu hú hết rồi, nó không còn kêu tiếng xe sẻ nữa, nó không còn nói tiếng Việt nữa, nó trở thành con tu hú hết rồi. Thì thành thử ra là mình lỗ vốn. Cho nên quý vị trong cái mùa du lan báo hiếu là nhắc lại cho mình có nguồn gốc, có tổ tiên, uống nước nhớ nguồn. Cho nên là mình ăn quả nhớ kẻ trồng cây, làm sao mình là con cháu phải nhớ cái công ơn của ông bà cha mẹ. Điều thứ ba
là mình đi thọ giới bát quan trai, mình làm sao mình tự chứng phần, mình làm sao để mình tự thanh tịnh, mình biết lắng nghe, mình biết diệt trừ cái cấu uế của mình. Đừng có để tu nhiều năm nhưng mà cấu uế vẫn còn nguyên. Lý do nào? Lý do mình thiếu học, thiếu hiểu biết, không có dễ thương. Vì vậy cho nên tu mà bắt đầu cứ hở mở miệng ra là mình nói mình ăn chay bao nhiêu năm rồi, thành thử ra là nó tệ lắm luôn. Ăn chay chưa phải là tu, gõ mõ tụng kinh chưa phải là tu, ngồi thiền niệm Phật chưa phải là tu. Mà bạn tu làm sao mà người ta lại gần bạn, người ta thấy được cái chất liệu tu của bạn, đó bạn mới gọi là người tu. Chứ đừng có bao giờ mà thể hiện ra cái bên ngoài là cho rằng mình gõ mõ nhiều, tụng kinh nhiều, ăn chay nhiều, mà trong đó cái nhiều nhất là nhiều cấu uế. Nam mô thường một đống thúi quắc bụt. Nè ha, cảm ơn đại chúng rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn không oán.